Shop xin gửi lời kính chào tất cả các quý vị và các bạn đang xem cái video này và đang theo dõi kênh của Shop. Lời đầu tiên thì cho Shop gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và công việc là luôn được may mắn đấy và thuận lợi mọi người nhé. Đó thì hôm nay là rất là vui được gửi đến các bạn một cái video quay một cái mẫu lắc tay mà thời gian vừa rồi là khách bên nhà mình đặt rất là nhiều. Bởi vì đây là một cái mẫu lắc mình làm được bằng chất liệu bạc ta và là hàng đẹp. Đó, và cái kiểu này thì nhìn nó rất là lịch lãm và sang trọng mọi người nhé. Đấy, những bạn nào mình tay nhỏ, tay thư sinh hoặc là những các bạn thích những cái mẫu mà nó nhìn nó xanh sang trọng lịch lãm thì các bạn có thể là tham khảo ngay cái mẫu lắc này. Đấy, đây là một cái sản phẩm mà có kích thước là cái bản to ngang là 2 phân và cái trọng lượng thì nó chỉ tầm độ 1,5 cây đến 2 cây hoặc là hơn một chút mọi người nhé. Nó tùy thuộc vào cái size tay của mọi người. Bạn nào mình size tay 10-17 thì nó chỉ tầm độ 1,5 cây, 1,6 cây thôi. Còn bạn nào mình size 19-20 thì nó tầm độ 1,7-1,8 cây. Đấy, bạn nào size lớn hơn thì nó nặng hơn một chút. Đó thì cái này là nó rất là dễ đặt hàng mọi người nhé. Với cái kích thước bản to ngang là 2 phân là các bạn đeo nó rất là vừa phải. Và với cái trọng lượng chỉ tầm hơn 1 cây đến 2 cây hoặc là hơn một chút thôi thì các bạn cũng rất là dễ đặt hàng. Đấy, bạn nào mình không có nhiều tiền thì các bạn cố gắng thì các bạn cũng có thể là đặt được cái sản phẩm này mọi người nhé. Đấy thì mình đang quay cho các bạn xem hai cái lắc kiểu dây đồng hồ và họa tiết ở trên cái sản phẩm lắc tay này là chữ phúc mọi người nhé. Đó, mình quay như này nè, nó sẽ không rõ được nhưng mà bên ngoài nhìn nó rất là đẹp. Và cái kiểu này thì mình còn có một cái họa tiết nữa là họa tiết kim tiền đấy, và một kiểu nữa là họa tiết con ngựa mọi người nhé. Nó có thiết kế y chang nhau nhưng mà nó chỉ khác nhau cái họa tiết ở trên từng cái mắt của cái sản phẩm lắc tay này thôi. Đó thì bạn nào mình thích chữ phúc như này thì các bạn làm chữ phúc, thích kim tiền thì mình sẽ làm mẫu kim tiền nhé. Đấy, và mẫu kim tiền là mình cũng đã có ảnh rồi, các bạn vào Zalo là mình gửi ảnh cho các bạn xem. Và nếu như bạn nào mình tuổi ngựa hoặc là các bạn thích mẫu con ngựa nhé thì các bạn có thể là đặt cái sản phẩm như thế này mà nó có cái họa tiết con ngựa nổi ở trên cái sản phẩm lắc tay này rất là đẹp. Rất tiếc là mình cái mẫu con ngựa đấy mình bị mất rồi, nhưng mà nó rất là đẹp. Bạn nào mình cần xem mẫu thì mình sẽ lắp ráp để cho các bạn xem nhé. Đó, và đây là một cái sản phẩm lắc tay mà phải nói là đeo lên tay nó cũng rất là đẹp. Đấy, và mình sẽ quay cái mặt bên trong cho mọi người xem nhé. Đấy, bên trong là nó sẽ có cái kiểu mà thiết kế giống như là cái dây đồng hồ như thế này. Đó, và cái bản lắc khá là dày, cầm rất là chắc chắn và nặng tay mọi người nhé. Đó thì cái này là mình làm hàng đặt theo size yêu cầu các bạn, size to size bé là đều đảm bảo có size được. Và một cái điều nữa tức là bên nhà mình là mình chuyên cái dòng sản phẩm bạc đẹp và hàng đặt, cho nên là mọi người mà có nhu cầu thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ sở hữu được một cái sản phẩm mà thực sự là có chất lượng mọi người nhé. Đó, bên nhà mình cũng đã nói nhiều rồi, tức là mình chỉ làm hàng đặt bạc đẹp thôi. Đấy, và các bạn ở xa mà mọi người thực sự có nhu cầu thì các bạn liên hệ mình để đặt hàng. Đấy, mình có nhận ship toàn quốc cho các bạn theo cái địa chỉ mà các bạn yêu cầu nhé. Đó thì cụ thể như thế nào thì các bạn liên hệ mình qua cái số điện thoại ở dưới và các bạn vào Zalo nhé để mình gửi mẫu cho mọi người xem. Đó thì hôm nay là mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này nhé. Một lần nữa là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào các bạn.